Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Phát biểu khi đến Romania. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 11, trang thứ 64. Toàn văn của tác phẩm như sau. Thưa đồng chí Chủ tịch thân mến, thưa các đồng chí và các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn các đồng chí đã đón tiếp chúng tôi hết sức thân ái và nhiệt liệt. Tôi rất sung sướng được chuyển đến các đồng chí và toàn thể nhân dân Romania lời chào anh em và biết ơn của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi cố gắng trong mấy ngày ở lại đây để tìm hiểu hơn nữa nhân dân Romania cần cù và anh dũng. Những kinh nghiệm của các đồng chí cũng như kinh nghiệm của nhân dân tất cả các nước anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ để xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện thống nhất nước nhà. Cuộc đi thăm của chúng tôi nhất định sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Romania, đoàn kết trên con đường chung tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta muôn năm, nước Cộng hòa Nhân dân Romania muôn năm. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu vào ngày 17/8/1957, tài liệu lưu tại cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.